BBTV. Ai mua kem đây? Ai mua kem nào? Kem đây, kem đây. Kem đây, kem đây. Kem tươi mát đây. Ai mua kem nào? Chào chào cô ạ. Cô chào cháu. Cô bán kem phải không ạ? Cô bán kem. Cháu mua đi. Cháu xem nào. Ồ, cửa hàng của cô có nhiều kem quá. Nhiều loại lắm đây này. Đây là kem cá này. Đấy. Wow, mấy kem màu luôn, mấy vị luôn. Kem cá có 3 màu này. Đấy, cháu ăn đi. Này, kem quê này cũng ngon nhá. Vâng. Rồi kem ốc này. Đấy. Giá thế nào hả cô? Cô bán rẻ thôi. Kem cá này là 3 đồng. Còn kem quê với lại kem ốc là 2 đồng. Còn sữa chua túi thế này là 1 đồng đấy cháu ạ. Vâng ạ. Rẻ quá cô ạ. Thơm quá. Đấy, đây này. Mấy vị luôn đây này. Cô đấy, cho cháu một cây này. Rồi. Với một cây kem que này. Với một túi sữa chua nữa. À, cái này là 3 đồng. Cái này 3 đồng là 6 đồng. Cái này nữa là 7 đồng cháu à. Cô ơi, cái này 2 đồng mà. À nhầm, cô nhầm, cô nhầm. Cái này có 2 đồng chứ nhỉ. Vâng. Thế là 5 đồng. Cái này nữa là 6 đồng. Cái này 3 đồng. Vâng. Sao thế? Cháu gửi tiền cô. Đây ạ. À. Có đếm đủ chưa? Rồi, đủ rồi, đủ rồi. Để cháu thử kem này cô nhá. Cháu ăn thử đi, ngon lắm đấy. Này, cái loại này cũng ngon này cháu này. Cái loại này là cũng ngon lắm đấy. Đây này. Vâng, hôm sau cháu ủng hộ cho cô. Ừ, lần sau ra mua nhiều nhiều nữa nhá. Vâng ạ. Cháu ăn thử xem thế nào. Wow. Kem ngon quá cô ạ, có cả sô-cô-la ở trên này này. Ừ, kem này là ngon nhất đấy. Ngon không? Có ạ. À, ngon quá cô ạ. Thế đưa đây để cô ra cái chỗ kia cho vứt vào thùng rác cho nào. Đấy. Wow, cô bán kem tốt bụng quá. Ngon ơi. Không cháu ơi. Ngon ạ. Thôi cháu về đây cô ạ. Đây, thế đây là của cháu này. Vâng. Lần sau lại ra ủng hộ cho cô nhá. Vâng ạ, cháu cảm ơn cô ạ. Rồi, cháu về nhá. Vâng ạ. Cô bán kem hả cô? Cô chào cháu, cháu mua kem à? Dạ. À, cô có nhiều loại lắm. Dạ, đây. Sao vậy cô? Cô bán rẻ mà. Cái này kem cá là 3 đồng. Dạ. Kem que với lại kem ốc là 2 đồng. Sữa chua túi là 1 đồng cháu à. Dạ. Vậy cô lấy cho cháu mỗi thứ một loại nhá. Mỗi thứ một que luôn. Dạ. Rồi, đây. Đấy, đây. Cháu ăn thích ăn vị khoai môn không? Dạ, có. Thế đây. Dạ. Túi này. Vậy là... cháu mua 4 cây à? Cháu lấy kem cá không? À không, cháu lấy hai mỗi loại một cây thôi cô. Đó là kem cá một nè, cái này là một nè, dưới cái này thôi. Thôi để cô lấy tiền xem nào. Đây, con 3 đồng này, 5 đồng, 6 đồng cháu à. Dạ, cháu gửi cho cô. Đủ rồi cháu ạ. Dạ. Cô xin nha. Để cháu ăn thử một cây nha cô. Ăn thử đi. Ngon lắm. Cái vị này là vị sô cô la cháu ạ. Dạ. Ai kem đây? À, ngon quá cô ơi, có đậu phộng, có sô-cô-la nè. Cháu ăn đi cho mát. Kem nào ngon quá cô nha. Ngon. Cháu phải về nhà để cháu trong nhà rồi. Bây giờ cháu về nha cô. Cháu về nhá, lần dạ. sau lại mua cho cô nhá. Dạ, con tặng cô một cây nè. Ôi, lại cho cô à. Dạ, cho cháu về. Thế à, cô xin nhá, cảm ơn dạ. cháu. Ai mua kem đây? Rồi ôi, lại được tặng cái túi sữa chua chứ lại. Thôi để đây tí nữa ăn vậy. Kem nào, kem nào. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.